Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, Sứ Ngô Viên Minh Đăng và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Mở đầu chúng tôi xin mời quý vị đến lượt sơ qua những bản tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội Anh thông qua luật tị nạn Rwanda. Cảnh sát tiến hành bắt giữ tại Đại học New York University. Hai trực thăng Hải quân Malaysia va chạm giữa không trung, 10 người thiệt mạng. Đức bắt giữ nhân viên của một nghị viên Quốc hội Liên Âu vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Tổng thống Mali của Argentina ca ngợi thặng dư hiếm hoi của chính phủ. Và sau đây sẽ là ba thông tin chi tiết. Mở đầu chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tường trình của Sứ Ngôn Viên Tuyết Nha. Kính thưa quý vị, Quốc hội Anh đã thông qua luật tị nạn Rwanda. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã hứa hẹn bắt đầu gửi những người xin tị nạn tới Rwanda trong vòng 10-12 tuần lễ. Khi Thượng viện Quốc hội cuối cùng thông qua luật bắt buộc bị trì hoãn trong nhiều tuần vì nỗ lực thay đổi kế hoạch. Ông cho biết chính phủ đã đặt thuê máy bay thương mại và đào tạo nhân viên đưa người di cư tới Rwanda, một chính sách mà ông hy vọng thúc đẩy vận may đang suy giảm của đảng bảo thủ ngay trước cuộc bầu cử vào cuối năm. Hạ viện từ lâu đã từ chối ủng hộ đạo luật gây chia rẽ mà không có biện pháp bảo vệ bộ túc, nhưng cuối cùng cũng đã hài lòng sau khi ông Sunak nói rằng chính phủ sẽ buộc quốc hội tới họp đến tận tối thứ hai nếu cần thiết để luật này được thông qua. Hàng chục ngàn người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói tại châu Phi, Trung Đông và Á Châu đến Anh trong thời gian gần đây bằng cách vượt qua eo biển trên những chiếc thuyền nhỏ với những hành trình rủi ro với việc được tổ chức bởi những nhóm buôn người. Ngăn chặn dòng người là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, nhưng các nhà phê bình cho rằng kế hoạch trục xuất người dân tới Rwanda thay vì giải quyết những người xin tị nạn ở quê nhà là vô nhân đạo. Tin từ Hoa Kỳ, cảnh sát tiến hành bắt giữ tại Đại học New York University. Các sĩ quan cảnh sát đã di chuyển vào đám đông của Đại học New York University ngay khi màn đêm buông xuống vào ngày đầu tuần thứ hai, sau khi hàng trăm những người biểu tình trong suốt nhiều giờ đã bất chấp cảnh báo của trường đại học rằng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu không rời khỏi quảng trường nơi họ tập trung. Những người biểu tình xô xát với cảnh sát và hô vang, chúng tôi sẽ không dừng lại, chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York cho biết, các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi trường đại học yêu cầu cảnh sát thực hiện các hành vi vi phạm, xâm phạm, nhưng tổng số vụ bắt giữ và trích dẫn sẽ vẫn chưa được biết cho đến sau này. Không có thương tích ngay lập tức được báo cáo, các cuộc đàn áp của cảnh sát diễn ra sau khi Đại học Columbia hủy bỏ các lớp học trực tiếp vào ngày thứ hai đầu tuần để đáp lại những người biểu tình đã dựng lều trại tại công viên New York City vào hồi tuần trước. Các cuộc biểu tình tại các trường đại học như Yale, Columbia, New York University và các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ bắt đầu nhằm phản ứng sự leo thang của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine sau khi các cuộc đột kích xuyên biên giới chết người của phiến quân Hamas vào ngày 7 tháng 10 của năm vừa qua, cùng với những phản ứng quyết liệt của Israel tại vùng đất Gaza được kiểm soát bởi Hamas. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza nhằm tìm cách nhổ tận gốc Hamas đã khiến như toàn bộ dân số của 2.3 triệu người phải di dời và giết chết hơn 31.000 người. Về phía của Israel cho biết họ hành động như vậy là để tự vệ. Trong tháng này, nước này đột ngột rút phần lớn quân ra khỏi miền nam Gaza, nơi xảy ra hầu hết các cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ đầu năm. Hai trực thăng hải quân Malaysia đã va chạm giữa không trung làm 10 người thiệt mạng. Hải quân cho biết trong một tuyên bố, hai máy bay trực thăng của hải quân Malaysia đã tông vào nhau ngay giữa không trung vào thứ Ba trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh hải quân, khiến cho 10 thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Những bức hình từ sở cứu hỏa cho thấy các hoạt động cứu nạn được tiến hành khi nhân viên cấp cứu lướt qua những đống đổ nát tìm kiếm những người sống sót. Hải quân nói sự việc xảy ra tại căn cứ Lumut ở bang Perak phía tây nước này vào lúc 9:32 sáng thứ Ba.
Hải quân nói tất cả nạn nhân được xác nhận tử vong tại hiện trường được đưa tới bệnh viện quân sự căn cứ Hải quân Lumut để nhận dạng. Một đoạn phim lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương đã cho thấy một số máy bay trực thăng bay theo đội hình thì một trong những cánh quạt của trực thăng tông vào một cánh quạt của máy bay khác trước khi cả hai lao xuống đất. Cảnh sát xác nhận đoạn phim này là thật. Hải quân nói họ tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này ngay lập tức. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mohammad Khalid Nordin thì nói máy bay là một trực thăng hoạt động hàng hải và một trực thăng quân sự Fennec diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập Hải quân Hoàng gia Malaysia, dự trù được tổ chức vào thứ Bảy tới đây. Đức bắt giữ nhân viên của một nghị viện Quốc hội Liên Âu vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Văn phòng công tố liên bang cho biết vào ngày thứ Ba, cảnh sát tại Đức đã bắt giữ một nhân viên của chính trị gia nghị viên Âu Châu của đảng Sự Lựa Chọn vì nước Đức AfD ở tại thành phố Dresden thuộc miền đông nước Đức vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Theo các đài truyền thông của Đức, nhân viên này được xác định là Gian Ruo, từng làm phụ tá cho ông Maximilian Kraft, ứng cử viên hàng đầu của đảng AfD trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu và sống ở tại Brussels cũng như là Dresden. Ông Kraft viết trong một tin nhắn trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng ông ta đã biết về việc bắt giữ nhân viên của mình thông qua các phương tiện truyền thông và nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, người này sẽ bị sa thải ngay lập tức. Các lãnh đạo cấp cao của ADF tại Quốc hội Đức và Bộ trưởng Nội vụ của Đức Nancy Faeser dự trù sẽ bình luận về vụ bắt giữ này vào cuối ngày. Cũng trong cùng ngày thứ Hai, cảnh sát của Đức đã bắt giữ thêm 3 công nhân Đức khác vì tình nghi những người này hợp tác với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc MSS để chuyển giao công nghệ có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Tổng thống Mali Argentina ca ngợi thẳng dư hiếm hoi của chính phủ. Tổng thống Argentina Javier Milei đã khoe rằng chính phủ ông đang thành công trong việc kiểm soát chi tiêu công hoang phí, ca ngợi một khoản thẳng dư hiếm có trong quý đầu tiên mà ông nói là chìa khóa để cải thiện triển vọng kinh tế tại quốc gia châu Mỹ Latin này. Ông Milei nhận thức vào nhậm chức vào tháng 12 với cam kết ban hành một kế hoạch sẽ gây bàng hoàng cho nền kinh tế, giảm đi lạm phát tới 3 con số, đảo ngược tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, được đánh dấu bởi sự suy giảm liên tục của đồng peso và tình trạng nghèo đói thì ngày càng gia tăng. Ông Milei thông báo chính phủ của ông đã ghi nhận thặng dư tài chính hơn 275 tỷ peso, tức là 315.4 triệu Mỹ Kim vào tháng 3. Tổng thống lưu ý trong quý đầu tiên, thặng dư lần đầu tiên từ năm 2008 chiếm 0.2% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp trong một vài giây phút để gửi đến quý vị bằng bảo trợ thương mại và sẽ quay trở lại để cập nhật những tin tức liên quan đến việc Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường mối liên lạc an ninh, kinh tế sau chuyến thăm của ông Erdogan như thế nào. Đi xe đạp qua các con đường phố Gaza sẽ nhìn thấy được những thiệt hại nặng nề do chiến tranh gây ra. Bản tin về việc Apple bổ sung thêm đối tác cung ứng tại Việt Nam. Thừa 13.400 lượng vàng miếng đấu giá trong ngày 23 tháng 4 tin cập nhật tại Việt Nam. Hay những tin tức khác mới nhất vừa được cập nhật, chúng tôi xin cảm ơn quý vị cùng đón xem trong từ phần tiếp theo cùng với đài trình IBC TV.